Ở miền Tây xứ Nghệ, cộng đồng dân tộc Khơ Mú sinh sống chủ yếu ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Tháng 9, tháng 10 dương lịch hàng năm, khi những bông lúa trên dãy bắt đầu chín vàng, người dân đồng bào dân tộc Khơ Mú lại tất bật chuẩn bị các sinh hoạt tổ chức cúng dãy truyền thống. Quế Phong, mảnh đất biên viễn của miền Tây xứ Nghệ, chứa đựng những di tích lịch sử, những phong tục tập quán, các lễ hội truyền thống, những điệu múa, làn điệu dân ca với dàn nhạc cụ rất phong phú, độc đáo. Tiêu biểu trong đó có tiếng kèn mông.
trầm bồng, tiếng thần mông bay lên trên những đồi núi điệp trùng của vùng cao đại ngàn. Với người Mông, tiếng thèn là sợi dây kết nối giữa thế giới hiện hữu với cõi tâm linh, là tiếng lòng tư sự, là niềm vui nỗi buồn riêng có. Dù việc chế tác hay diễn tấu thèn là đặc quyền của nam giới, nhưng việc thưởng thức, thụ hưởng nhạc điệu của nó lại dành cho cả cộng đồng. Cũng từ tiếng thèn, biết bao chàng trai cô gái người Mông